hải tặc vũ trụ đã trong tầm ngắm của tôi. Bọn chúng đang hướng thẳng tới trái đất rồi, thưa chỉ huy. Chờ đã, có gì đó không ổn. Người đã rơi thẳng vào bẫy rồi. Cậu đã tìm thấy tinh thể không gian Vi bị thất lạc của tôi rồi. Là ai đang nói vậy? Một phát hiện bất ngờ, chiến binh Thoros đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Đón xem Thoros, chiến binh không gian thế hệ mới, phát sóng lúc 17 giờ các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ ngày 2 tháng 9 năm 2023 trên kênh truyền hình CTV và YouTube My Kingdom.